mô phỏng ATHL dùng đầu tiên thì ta sẽ vào file, chọn new và chọn design. Ở đây thì có 4 chế độ, thì em chọn chế độ là create an empty design. Ở đây em để mặc định là rồi em next. Đây là tên của nó. Next. Cái này nó báo nghĩa là bữa nãy em có tạo một cái gọi là giải mã nó trùng tên này, nên nó sẽ báo lỗi thế này. Em tạo lại một cái khác. Ở đây thì khi vào cái mới thì nó sẽ hỏi và em chọn create a new workspace. Đây là tên của nó. Ở đây thì em chọn chế độ là create an empty design. Ở đây em để chế độ mặc định. Đây là tên. Và nhấn finish. Thì sau khi nhấn thì nó sẽ ra được ba cái ba. Thì để tạo tiếp thì em chọn vào kích chuột phải vào add new file, chọn new và VHDL sao. Thì ở đây thì nhấn next. Ở đây thì nó sẽ ra một cái bảng và bây giờ đây là để chọn đầu vào đầu ra. Em chọn giải mã 3 đầu vào và 8 đầu ra và có một enable. Thì để tạo một đầu vào thì em chọn new. Thì đầu vào sẽ có 3 đầu vào thì em sẽ đánh đây từ 2 về 0. Và đầu ra sẽ là 8 đầu ra. Em chọn đây từ 7 với 0. Sau khi làm xong thì nó sẽ ra được cái code cho mình. Và bây giờ chúng mình chỉ viết code vào chỗ này. Và trong ActiveHDL thì nó hỗ trợ một số code sẵn, nên bây giờ chỉ sử dụng thư viện của nó thôi. Và em chọn vào Language ASEAN này. Thì trong này sẽ có một số cái họ đã làm sẵn cho mình. Và đây có chỗ 8 bit ECOS thì em sử dụng cái này ạ. Và em sửa nó thành cái của em. Cái đoạn này là không dùng đến. Thì cái đoạn này sẽ là khi E bằng 0 thì đầu ra nó sẽ bằng tất cả bằng 1. Còn ở đây là đầu vào in ạ. Đây em sửa. Khi đầu vào là 0 0 thì đầu ra nó sẽ là. Em là làm về cái gì nhỉ? Sao cái IA là nơi có cái lẽ phải thay cái là gì? Không, giải mã. Giải mã mà có một cái enable cho phép. Giải mã với đầu ra đảo hay không đảo? Không đảo. Và cái còn lại là ta sẽ để là num ạ, có nghĩa là rỗng.
Và đây là process là IVE. Và ở đây là đầu ra là Q. Và sau khi xong thì em sẽ dịch nó. Nó không báo lỗi, có nghĩa là đã thành công. Sau khi dịch xong thì em chọn để mô phỏng, chọn vào simulation. Đây thì nó sẽ hiện cho là EAI và Q ạ. Thì đây là nó hiển thị luôn là cái nội dung đầu vào đầu ra như thế nào. Em chọn vào nó để em chọn ở đây thì chúng ta sẽ chọn đầu vào như thế nào, và có nghĩa là chọn đầu vào dạng sum block hay là mình đặt chế độ là không một từ từ khoảng nào đến khoảng nào. Thì em sẽ chọn vào AI và Q để chọn. Ở đây em chọn E sẽ là vào dạng là sum block, tần số là 10 MHz. Còn em sẽ chọn dưới dạng là hàm số. Ở đây là 0 và một từ đến 100 nano giây và không từ đến 500. Sau khi chọn được đầu vào thì chúng ta nhấn áp dụng cho hai cái vừa thông vừa đạt và nhấn close. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy từng bước, chạy thì nhấn vào đây. Thì đây là cái đầu vào. Ở đây ví dụ ở đây ở chỗ này E nó bằng 0, ở chỗ này E bằng 0, Y bằng 0 thì tương ứng với một trường hợp. Bên này E bằng 0 thì đầu ra Q luôn bằng 1, thì tương ứng với trường hợp là đây. Còn tại vị trí này thì E nó bằng 1 thì tương ứng đầu ra là đầu vào là 0 0, thì đầu ra tương ứng của nó cũng trùng với trường hợp là Q bằng 1 1 1 1 0, thì bên này nó sẽ chuyển ra sang mã hết cho mình hả, mã 26 đây là FE. Và các cái khác cũng tương tự. Giờ em xin hết ạ. Thế bây giờ tôi muốn thiết kế cái hình đầu vào trước, hình linh kiện trước, sau đó tôi mới viết code có được không? Được. Thế phải làm cái gì trước? Thì ở chỗ phần file new thì nó chọn đây, thì chọn chế độ design, thì sau khi tạo xong ạ. Hoặc là vào đây khi đã tạo được một new project mới thì vào đây và chọn đây, thì thầy có thể thiết kế đầu vào ở đây. Như này vẫn gọi là chọn đầu vào ban đầu đúng không? Vâng. Nhìn cái hình vẫn là chỉ là ban đầu thôi. Tôi muốn làm VA giống kiểu data sheet ấy. Tôi thích thêm thế nào là tôi thích đặt đâu tôi đặt. Đồng ý thôi đúng không? Dạ, trong này em chưa tìm thấy nó.